Thông thường mọi người được nghe nhiều về các giống như chấm, chép, trôi, rô phi. Tuy nhiên những năm gần đây tại tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện những mô hình thủy sản mới, đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Một trong số đó phải kể đến năm ao nuôi cá chê vàng với diện tích 3 mẫu của gia đình ông Phan Giang Đông và bà Trần Thị Thoa ở thôn Yên Trung, xã Việt Hòa, huyện Quế Châu. Được biết sau khi tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm của những người nuôi trước, năm 2022, gia đình bắt đầu triển khai nuôi thử nghiệm. Trong quá trình nuôi, cả ông Đông và bà Thoa đều nhận thấy cá chê vàng khá dễ nuôi, chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn so với các loại vật nuôi khác, thời gian nuôi lại ngắn và đặc biệt cho hiệu quả kinh tế khá cao. Theo như lời bà Thoa chia sẻ, thì cá chê vàng ít bị bệnh tật, tỷ lệ hao hụt thấp, cá nhanh lớn và có thể nuôi với mật độ dày, trung bình 1m2 có thể nuôi khoảng 30 con, thời gian nuôi khoảng 4 tháng là có thể xuất bán và cá đạt khối lượng gần 250g một con. Bên cạnh đó, do cá chê vàng thích hợp với nước ao tù, người nuôi không phải thay nước nhiều lần hay bón vôi xử lý ao, nên chi phí đầu tư giảm. Trung bình mỗi năm, gia đình bà xuất bán 2 lứa cá với sản lượng 40 đến 50 tấn, giá bán bình quân 50.000 đồng một kg, doanh thu mang lại khoảng 2 tỷ đồng. Trừ chi phí, gia đình bà thu lãi khoảng 500 triệu đồng. Trong những năm gần đây, giá bán cá chê vàng luôn ổn định do có chất lượng thịt thơm ngon nên được thị trường ưa chuộng. Chính vì vậy, việc chuyển đổi đối tượng nuôi nhằm phù hợp với điều kiện thực tế, đây cũng là giải pháp hữu hiệu để mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhất là những hộ chăn nuôi không có điều kiện về vốn và diện tích ao nhỏ, đồng thời đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy sản. Thành công của mô hình là cơ sở các hộ nuôi cá thâm canh trên địa bàn học hỏi và nhân rộng.